Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài tập C5, trang 84, sách giáo khoa vật lý lớp 6, nội dung như sau. Vậy dự đoán của chúng ta có đúng không? Ở đây để trả lời được câu hỏi thì đầu tiên các em cần nhớ lại là dự đoán của chúng ta như thế nào. Dự đoán của chúng ta ở ngay phần đầu bài, ở phần 1, chúng ta thấy là dự đoán ở đây chính là khi mà làm giảm nhiệt độ của hơi thì sự ngưng tụ sẽ xảy ra nhanh hơn và sẽ dễ quan sát được hiện tượng hơi ngưng tụ hơn. Như vậy, để khẳng định được dự đoán thì chúng ta đã làm thí nghiệm đổ nước đá vào trong một cốc thí nghiệm và quan sát hiện tượng xảy ra. Ta thấy là khi mà đổ nước đá vào cốc thì bề mặt ngoài của cốc lại xuất hiện những giọt nước đọng lại. Nước đó không phải là do bên trong ngấm qua thủy tinh ra bên ngoài, vì chúng ta thấy là cốc đối chứng thì không hề xảy ra hiện tượng đó. Và qua kết quả của thí nghiệm ở hình 27.1 này, chúng ta khẳng định được một điều là khi mà hơi nước ở trong không khí bị làm lạnh đi thì nó sẽ ngưng tụ và đọng lại. Vậy thì từ đó chúng ta có thể kết luận được rằng dự đoán đưa ra từ ban đầu là hoàn toàn chính xác. Sự giảm nhiệt độ sẽ làm cho sự ngưng tụ xảy ra nhanh hơn và hiện tượng ngưng tụ của hơi sẽ dễ quan sát hơn. Vậy các em có thể ghi lại câu trả lời ngắn gọn cho bài tập C5 này. Đó là khi giảm nhiệt độ thì sự ngưng tụ sẽ xảy ra nhanh hơn. Và đồng thời hiện tượng ngưng tụ sẽ dễ quan sát hơn. Vậy thì chúng ta khẳng định dự đoán là hoàn toàn chính xác.